cũng nằm trong địa bàn thành phố Hà Nội. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh, sau khi ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 trên địa bàn, huyện này đã truy vết khoanh vùng 64 F1 liên quan, cách ly tạm thời hơn 1.700 hộ dân. Sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội về 3 ca dương tính với SARS-CoV-2, huyện Mê Linh đã khẩn trương chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Tiến Thắng phối hợp với các phòng ban, đơn vị chức năng của huyện tập trung giả soát các trường hợp F1, người có liên quan. Cùng với đó là tập trung điều tra dịch tễ, lịch trình di chuyển của các ca mắc COVID-19. Trưởng phòng y tế huyện Mê Linh, Nguyễn Thành Khang cho biết, đến hôm nay 27 tháng 10, huyện xác định có ít nhất 64 trường hợp F1. Hiện các trường hợp này đều đã được lấy mẫu xét nghiệm, chuyển đi cách ly tập trung tại Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động Sona tại xã Tiền Phong, ông Khang thông tin thêm. Từ tối 26 tháng 10, Trung tâm Y tế huyện Mê Linh đã chỉ đạo cán bộ y tế cơ sở phối hợp hướng dẫn các hộ gia đình có ca mắc COVID-19 và tiếp xúc gần F1 tiến hành vệ sinh khử khuẩn khu vực sinh sống đồng thời khuyến cáo cách ly nghiêm ngặt các trường hợp tiếp xúc gần tại hộ gia đình giám sát sức khỏe hàng ngày theo quy định chủ tịch ủy ban nhân dân xã tiến thắng nguyễn văn đường cho biết trước mắt địa phương đã tiến hành cách ly tạm thời 1.712 hộ gia đình với gần 8.300 nhân khẩu tại thôn bạch chữ đây là khu vực có nơi ở của ba bệnh nhân ghi nhận mắc covid 19 và các gia đình có f1 bên cạnh tập trung điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với f1 ủy ban nhân dân xã tiến thắng đã thành lập tám chốt cứng tại các đầu ngõ ra vào thôn bạch chữ để kiểm soát việc đi lại của người dân qua khu vực đang có ổ dịch cùng với đó thường xuyên phát ra thông tin về lịch trình của các bệnh nhân để người dân biết tự giác khai báo y tế tránh tâm lý hoang mang và phối hợp cùng chính quyền các cấp tập trung triển khai các biện pháp khống chế dịch bệnh những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.